Đại Bơ và Tuyệt Mật xin được chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Ngôi Sao Tình Yêu. Chương trình Ngôi Sao Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng với nhà tài trợ bộ đôi người mụn Vanessa Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa da láng mịn của Sâm Phạc Ma. Ngôi Sao Tình Yêu. Ngày hôm nay người bạn dẫn của tôi là Tuyền Mập và Hoàng Đại Bơ sẽ cùng đồng hành với một nhân vật nam. Hy vọng anh ấy sẽ tìm kiếm được một mảnh ghép thật phù hợp với 5 vị trí của 5 cánh sao cùng với Ngôi Sao Tình Yêu. Chờ đón xem sẽ có rất nhiều điều thú vị, bất ngờ và hấp dẫn đang đón chờ chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời mọi người cùng chào đón nam chính Nguyễn Sĩ Hưng. Xin chào khán giả của chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Mình là Nguyễn Sĩ Hưng, năm nay mình 22 tuổi, quê quán của mình ở Hà Nội, nhưng mà mình hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người vui tính này, mau mồm mau miệng và hơi nhây. Điểm của người bạn gái mình thích nhất đó là tính cách của cô ấy. Tính cách mà để phù hợp với mình chắc chắn phải là một cô gái hiền lành, biết lắng nghe và biết cảm thông cho đối phương. Nếu như người mà mình thích đã có người yêu thì mình đành nhìn người ta hạnh phúc bên người yêu người ta thôi, tại vì là mình không muốn mình là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Một gương mặt rất sáng lạng và chắc chắn rất nhiều quý vị khán giả đã nhận ra được anh chàng này. Đây chính là quán quân của cuộc thi Người Mẫu Thời Trang năm 2018. Thế Hưng ơi, bây giờ mình gia đình như thế nào? Rồi công việc hiện tại ra sao? Gia đình em thì có hai chị em là con út và còn một chị gái nữa. Và công việc chính của em hiện tại là người mẫu và diễn viên ạ. Chị gái chắc còn xinh xắn lắm đúng không nào? Chị gái có gia đình chưa? Chưa. Vậy ba mẹ có dặn là người chị lập gia đình trước rồi mới tới người em có không? Dạ không ạ. Thoải mái đúng không nào? Thoải mái ạ. Như vậy là ba mẹ hoàn toàn tin tưởng vô con trai Hưng. Nhưng mà bạn đã tự lập từ rất sớm rồi, dạ. Rất là giỏi. Nhưng mà không hiểu sao còn lận đận chuyện tình duyên quá vậy. Đẹp trai như vậy. Ủa? Tài năng như vậy. Ủa? Nghĩ sao mà giờ này vẫn còn một thân một mình được. Sao giờ? Em cũng không biết sao nhưng mà chắc là duyên nó chưa đến với mình đây. Duyên chưa đến à, dạ. Chứ không mà sẽ có rất nhiều fan nữ gửi gắm tình cảm của họ đến bạn chứ. Thực ra là cũng có rất là nhiều fan nữ nhưng mà em có thể là chưa tìm được một người nào thích hợp nhất đối với mình. À, vẫn chưa tìm được, dạ. Vậy là bạn cũng rất là thận trọng trong chuyện tình cảm, dạ. Nhưng mà bên cạnh đó thì không biết là trước giờ là biết được cái cảm giác yêu là gì chưa? Trước giờ em cũng có hai mối tình rồi. Hai. À, giai đoạn nào nè? Từ đợt em học cấp 3 cơ, à. Đây là mối tình đầu của em. Vậy thì rồi, biết yêu rồi. Còn giai đoạn thứ hai là lúc ấy em năm 2, trường nghệ thuật Hà Nội. Bén duyên với cô nàng đó, chắc là cũng đi biểu diễn văn nghệ chung với nhau hay sao ạ? Dạ không ạ, trường em học xong năm nhất thì sẽ có đi quân sự gồm các trường khác với nhau. Ủa. Thì em lên trên đấy em quen được một cô bé ở bên trường Đại học Hà Nội, rồi bén duyên đấy. Nhưng mà giữa hai mối tình, một cái là mối tình đầu nè, cái mối tình thứ hai là mối tình hơi quân sự một tí. Dạ. Thì cái nào là sâu đậm hơn nè? Đó là mối tình đầu của em. Mối tình đầu, mối tình khó phai lắm. Đúng rồi. Tình khô nó ngây thơ lắm. Dạ. Ngày hôm nay là một ngày đầu tiên bạn đến với một chương trình game show Hẹn Hò Và Tình Yêu. Hãy tin tưởng vào Hoàng Đại Bơ và Tuyền Mập nhé. Đặc biệt là cả 100 khán giả đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Các bạn ấy sẽ giúp cho bạn có được những tỷ lệ phần trăm bình chọn làm sao để bà tham khảo. Sẵn sàng nha. Dạ. Ngôi sao tình yêu. Hưng thấy Ngôi Sao Tình Yêu với 5 cánh sao ngày hôm nay như thế nào? Cảm nhận của em thì em bây giờ vẫn chưa thấy rõ mặt lắm. Đương nhiên rồi, trong bóng tối chúng ta chỉ thấy được vóc dáng của 5 cô gái mà thôi. Và bây giờ 5 cô gái đã được đối diện với Sĩ Hưng rồi. Một chàng trai rất là điển trai và trẻ tuổi. Nhưng mà chắc chắn là các bạn vẫn chưa hiểu rõ những sở thích của anh chàng này. Dạ. Chia sẻ một chút xíu về sở thích đi nè. Sở thích của em thì đơn giản lắm. Em thích chơi thể thao này. Thích xem phim. Thích đi du lịch. Còn cái gu người yêu của bạn là sẽ nhỏ tuổi hơn, bằng tuổi hay lớn tuổi hơn? Đa phần thì từ trước nay em chưa bao giờ yêu một cô gái nào nhỏ tuổi hơn cả. Ủa là sao? Từ từ. Ủa yêu mà nam nữ thấp trời. Ủa từ trước tới giờ hai mối tình là chưa bao giờ yêu là toàn yêu người lớn tuổi hơn hả? Là một là bằng tuổi, hai là lớn tuổi hơn. Oh. Còn chưa bao giờ yêu kém tuổi cả. À, chắc dạ. Là cái duyên hả? Hay là dạ, do vâng. Bạn muốn, bạn thích vậy? Cái gu của em là như vậy. Wow. Em thường cảm tình tốt hơn với những cái cô gái mà hơn tuổi em á. À. Tại vì từ trong cái suy nghĩ người ta em cảm thấy nó phù hợp với em hơn. Chín chắn hơn, dài dạ. Dặn hơn, dạ. Và được chia sẻ nhiều hơn. Bạn cảm nhận như thế nào về những cô gái trẻ tuổi hơn? Bạn cảm thấy họ trẻ con quá hay sao? Không, những cô gái trẻ tuổi thì người ta rất đáng yêu nhưng mà đôi khi là nhiều người cũng hơi nhõng nhẽo. Sợ, em sợ. À, lớn vậy. Tuổi thì cũng có thể nhõng nhẽo được vậy. Ờ, nhưng mà tính ra bạn này là thích nhõng nhẽo nè. Nhõng nhẽo với những cô gái lớn tuổi hơn thì sao? À. Ai biết được.
Mà đặc biệt là nếu mà những cô gái lớn tuổi hơn, có sợ là bạn sẽ nằm ở cái kèo dưới không? Sợ là họ sẽ là những người trụ cột trong gia đình thay vì là mình. Không, cái đấy thì em không nghĩ đến. Tại vì là khi mà em đã xác định có một mối quan hệ với một người hơn tuổi mình á, thì em phải tìm hiểu rất kỹ tính tình của cô ấy như nào, hợp với mình không thì em mới tiến tới ạ. Mà mình có một cái giới hạn nào đó không? Thí dụ bây giờ bạn 20 mấy tuổi rồi, người yêu của bạn khoảng chừng 60 mấy 70 được không? Mình có giới hạn nào đó chứ. Chứ đâu có vô tư. Khoảng tầm được. Là ít nhất là bao nhiêu tuổi và nhiều nhất là bao nhiêu tuổi? Ít nhất bằng tuổi em, còn nếu mà lớn tuổi nhất thì 27 hay 28 hay đấy. Là mấy năm nè, là cách nhau mấy tuổi? Là cách em 5-6 tuổi. Tầm 5-6 tuổi là nửa con giáp là được rồi, là đẹp. Nhưng chờ đón xem, với năm cô gái này, chúng ta hãy quên đi những khái niệm, những cái định kiến về tuổi tác đi, tình yêu là không biên giới. Và các cô ấy sẽ cố gắng thể hiện tình cảm chân thành của họ. Năm cô gái này là năm cô gái chúng tôi đã tìm kiếm bởi những đức tính rất tốt của họ. Đây là năm cô gái rất tốt. Việc phải dừng lại hay nói lời tạm biệt với bất cứ ai chỉ là đặc điểm không phù hợp với sĩ Hưng mà thôi. Năm cô gái hãy tự tin lên nhé. Và bây giờ xin mời phần giới thiệu của cả năm. Đầu tiên ở vị trí cao nhất, đó chính là một bạn gái mang cái tên rất đẹp của một người hoa hậu, Nguyễn Thị Huyền. Chào Huyền. Dạ em chào anh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Huyền. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngân hàng. Và em đến từ Thanh Hóa ạ. Thanh Hóa với Hà Nội xa nhau lắm không ta? Anh thì không rành về địa lý ở ngoài Bắc lắm. Không xa lắm đâu ha, vài trăm cây đi cây vài tiếng là tới em nha. Huyền ơi, em có hỏi ba mẹ tại sao ba mẹ đặt tên con là Nguyễn Thị Huyền không? Thực ra là tên em là Nguyễn Thị Huyền Trang, nhưng mà trùng tên với bà của em, xong rồi em bị mất chữ đằng sau luôn, em còn Nguyễn Thị Huyền thôi. Ngộ ha, tưởng ba mẹ là cảm thấy ngưỡng mộ hoa hậu nên là lấy tên hoa hậu đặt cho em chứ. Dạ. Bây giờ bạn có thể giới thiệu đôi nét về công việc, về sở thích, về cuộc sống của bạn không nào? Hiện tại thì em đang đi học và em cũng có đi làm thêm. Em có làm PG. Ngoài thời gian học và làm thì em có thích chơi thể thao như đá cầu hoặc cầu lông. Sở thích của em nữa là thích coi phim, nghe nhạc và thi thoảng thì ngủ. Ngủ mà là thi thoảng. Thi thoảng mới ngủ ha. Bạn nói mà chia sẻ là bạn thích thể thao, bạn thích đá cầu. Vì trước giờ có đá chàng trai nào chưa? Em mới đá với mấy bạn gái thôi anh. Không, ý anh hỏi là yêu ai đó rồi đá người ta đi luôn đó. Là cho người ta thất tình đó. Không, em toàn bị đá thôi ạ. À. Em toàn bị đá thôi ạ. À. Em bị người ta đá. Em toàn bị người ta đá thôi ạ. À. Ôi tổn thương vậy. Tại vì em hiền quá, người ta nhíp em, người ta qua mặt em hay sao? Em cũng thấy vậy. Hỏi nhỏ nè, có nhõng nhẽo không? Em không phải nhõng nhẽo mà em kiểu thẳng tính lắm. Em nhiều khi em là mẹ người ta. Nhiều khi em là mẹ người ta. Mẹ người ta, má thiên hạ, mà tại sao bị đá ta? Chắc tại nhiều khi làm mẹ nhiều quá ghét đá luôn. Mà mẹ người ta là sao? Anh chưa hiểu lắm. Là mẹ người ta là kiểu hay quản người ta, anh cái gì cũng bắt người ta phải nghe theo ý của mình. Bạn cũng tự nhận ra đặc điểm đó. Dạ. Bạn có nghĩ đó là một cái sự hạn chế tạo ra khoảng cách giữa tình yêu không? Có đó anh. Bạn đã thay đổi điều đó chưa? Em cũng đang dần thay đổi anh. Tức là mình sẽ bớt lại, từ đó thay đổi dần. Rồi, bây giờ gặp sĩ Hưng nè, tiếng trai nè, thấy ấn tượng sao? Muốn bày tỏ như thế nào? Hãy chứng tỏ cho anh ấy thấy đi. Em thấy anh thì cái gu người là cái gu người em thích á, cũng điển trai. Cái sở thích thì cũng giống em, mà anh nói là anh thích người hơn tuổi thì em nhỏ tuổi hơn rồi đó. Thực ra thì cái vấn đề mà hơn tuổi ấy, nó là một cái quy chuẩn mà anh đặt cho mình thôi. Còn nếu như mà gặp cô gái mà kém tuổi mình á, mà hợp với mình thì vẫn có thể đến với nhau bình thường mà, đâu gì đâu. Đấy, anh ấy hoàn toàn thoải mái, hợp, yêu, vui là được. Vậy thì không biết là bạn có cái tài lẻ hay sở trường nào đó để gây ấn tượng cho sĩ Hưng không nè? Em xin hát một bài. Anh ơi, có biết điều gì thật đâu trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé, rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ mỗi khi anh kề bên, được nghe nói cười mình đã biết nhau từ lâu, nên em chẳng nói ra hết những lời này, giờ anh đi mất. Mà bạn đã cố gắng thể hiện cái tấm chân tình của mình qua bài hát vừa rồi. Và bây giờ đến với cánh sao tình yêu thứ hai, đó là bạn Thư Thoại.
Ông cái tên nghe cái nó dễ thương của anh. Rất dễ Hộp thương. Thư thoại. Thư thoại. Buồn cứ gọi vô nhắn tin cho em. Dạ, không biết là Trúc Bầu tâm sự được hay không. Chào Thư Thoại. Vâng, xin được chào hai MC cực kỳ duyên dáng là chị Tuyền Mập cũng như là anh Hoàng Rapper và chàng trai đẹp trai nhất trong buổi tối ngày hôm nay, anh Sĩ Hân. Trời ơi, một giọng nói rất ấn tượng, rất đặc biệt. Mà bả lanh quá à. Thư Thoại xin được phép hỏi Sĩ Hân một câu đầu tiên cái đã. Tấn công đi em. Nãy giờ chưa biết chính xác Hân bao nhiêu tuổi. Mình còn rất là trẻ, năm nay mình mới có 22 tuổi thôi. Chết rồi, Thư Thoại 25. Thư Thoại 25. Trời ơi, đó nằm trong cái khoảng của khoảng 1/4 con giáp. Em thường cảm tình tốt hơn với những cái cô gái mà hơn tuổi em á, ít nhất bằng tuổi em. Còn nếu mà lớn tuổi nhất thì 27 hay 28 gì đấy. Vừa sinh. Nhưng mà cái điều này á là mình cảm thấy không có hề tự tin một chút nào hết, bởi vì mình nghĩ là mình sẽ là người hợp và xứng đáng với Sĩ Hân nhất trong năm cô ở đây. Bởi vì sao? Thư Thoại cao 1m78, đứng kế siêu mẫu hợp lý không? Hợp lý. Lớn tuổi hơn, chín chắn hơn, cũng đúng gu hơn thích, hợp lý không? Hợp lý. Thư Thoại đã từng tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh khoa diễn viên kịch và điện ảnh. Hiện tại đang là một nghệ sĩ tự do, đồng thời đang là trưởng phòng kế hoạch của công ty thời trang Ami Fashion. Và có một cái sở thích mà tất cả mọi người ở đây cũng sẽ rất là bất ngờ là gấp thú hả? Đúng. Là bỏ đồng xu vô cái mình ngồi mình gấp hả? Đúng rồi đó anh. Oh. Đến mức mà cái tiệm trò chơi cấm không cho vô nữa. Là chính xác vậy luôn á hả? Gấp 2000 con thú rồi. Trời ơi, chuyên nghiệp vậy. Em không nói xạo nha. Wow. Em đã gấp được 2000 con thú tính từ 4 năm em biết chơi đến giờ rồi. Có bao giờ bạn quay với đoạn video clip đó lại? Có. Ai mà muốn thì có thể lên YouTube Thư Thoại coi những clip mình hướng dẫn các bạn chơi gấp thú. Trời ơi. Chắc là các tiệm gấp thú ghét cái kênh YouTube đó lắm nè. Dễ thương quá, Thư Thoại gấp thú. Em còn có một tài năng cũng như là một cái nghề nó rất là đặc biệt. Nhưng em sẽ bí mật, nếu như dòng sao mà ngôi sao tình yêu may mắn chiếu sáng ở đây thì em sẽ bộc lộ khả năng cũng như là nghề nghiệp đó của em. Lỡ nó không đến rồi tự nhiên ảnh chọn cô gái khác, mình nghiễm nhiên bị dừng bước. Tiếc không? Không có tiếc, duyên số cũng là do trời định. Nếu mà trời không thương thì em mãi là người đến sau. Trời ơi, chỉ khẳng định chỉ tới sau luôn anh. Là sẽ sẵn sàng đứng chờ đó. Chứ không bỏ cuộc. Đúng, đến sau là đứng một góc nhìn. Nhỏ nào bỏ cuộc, bay vô liền cho em. Vậy thôi Thư Thoại nè. Thư Thoại biết bài đó của chị Tư không? Chị Tư Cẩm Ly á. Em mãi là người đến sau. Vì em vẫn mãi là người đến sau. Em xin đính chính lại bài đó của Minh Tuyết chứ không phải của chị Tư Cẩm Ly. Vậy hả? Ai biết đâu hay chị Tư cũng hát đó. Vậy hai chị em nói chị em ta mà bài. Vì em vẫn mãi là người đến sau nên ta đành mất nhau. Ê, sao tấp vô cái câu buồn vậy? Không, nhưng mà cái này không phải là cái tài năng thiệt của em. Là tài năng thiệt của em, lát hồi em mới bật mí. Đó, anh hát nhẹ nhẹ thôi. Hát nó sương sương đó. Tôi đó. Thấy em có tiềm năng gài hàng lắm nha. Chứ chi em gài mà phải cho em vô vòng trong thì em sẽ bộc lộ tài năng. Rõ ràng đây là một người phụ nữ có kinh nghiệm nha. Bây giờ bạn có câu hỏi nào muốn đặt ra cho Thư Thoại không nè? Đã bao giờ cười trong cuộc sống hàng ngày bạn đối diện với những nhân vật rất thú vị và đặc biệt giống như Thư Thoại không? Em đang là một người mẫu và một diễn viên ấy. Trong cái môi trường em làm việc thì cũng có rất nhiều cô gái cá tính như Thư Thoại. Em thấy cô gái này cũng khá là thú vị. Chiều cao cũng rất là tốt. Cách nói chuyện rất là thu hút. Duyên dáng. Vâng, duyên rất là duyên. Cái chuyên môn của cổ là tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh này. Đấy, bên cạnh đó là đang là trưởng phòng của một công ty nữa. Rõ ràng là cô gái này là một cô gái đầy nghị lực và tự lập. Đang rất thành đạt. Đầy đủ những yếu tố để chúng ta coi tiếp đến tình cảm vững chắc. Rồi, vậy có câu hỏi nào muốn đặt ra cô ấy không? Thư Thoại bảo năm nay Thư Thoại 25 tuổi đúng không? Yes. Thế là tuổi con gì nhỉ? 25 tuổi tốt. Tuổi tốt à? Chết rồi. Mình lại là sinh năm 94 phải không? Đúng rồi. Tại vì là từ trước nay em lại không hợp với người sinh năm tuổi tuất. Chả ai biết được. Giờ mình phá hôn đi. Bạn tuổi gì? Em tuổi Sửu. Sửu à? Thìn tức sửu mùi tức thìn xung. Tuổi tức là mạng gì bạn ha? Không nhớ nữa. Vina hay Mobi? Mạng nhện đi. Nhưng mà mình đang ở thế kỷ 21 rồi. Thì những cái kiêng cái lành đó mình cũng nên tin một chút thôi. Còn lại là ở tiếp xúc của hai người. Miễn sao hai trái tim rung động thì là ba má cũng không cấm được đâu nha. Trời ơi, ba má cũng không cấm được. Cô này dễ nghèo quá. Thôi bây giờ mình nhắc nhẹ đến ba má đi, hỏi ba má nè. Ba má trước giờ ủng hộ cái cuộc sống cũng như công việc và chuyện tình yêu của bạn không Thư Thoại? Dạ có chứ. Ba mẹ của mình chỉ nói với mình một câu rằng làm gì thì làm, quen ai thì quen, nhưng mà miễn sao đích đến cuối cùng của con phải tìm được một hạnh phúc đích thực. Yeah, tuyệt vời quá.
Bây giờ sẽ là một câu kết đi, một câu thả thính nào đó đốn tim anh chàng Sĩ Hân được không nào? Tính của mình ảnh hưởng nhiều của người miền Tây, nên mình tính trong đầu nếu mà mình thật sự thích anh chàng đó, mình phán ngay một câu: em khoái anh, em khoái anh. Trời ơi, kinh quá đi mất. Bạn Hảo với phần chào sân người đoạn của điện thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái ở vị trí thứ ba, và đó chính là bạn Minh Trân. Chào Minh Trân. Dạ, em chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Trân, hiện tại em 20 tuổi và là sinh viên năm 2 của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chuyên ngành của bạn là gì ạ? Dạ, em học về xã hội học. Ngoài ra thì em còn là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Cũng là sinh viên luôn. Nghệ thuật nghe. Dạ. Cao mét mấy nè? Em chỉ cao có 1m65 thôi. Vậy thấp hơn bạn, bài thích người yêu mình cao hơn mình, bằng mình hay thấp hơn mình? Em thì chẳng có cái gu nào cứ thấp hơn hay cao hơn cả, cứ hợp lấy yêu thôi. Hợp là sao cũng hợp được. Hợp lấy yêu. Cao hơn một giới đó không? Thế cũng được. Thế cũng được. Dạ. Trời ơi, anh này dễ sợ luôn. Biến hợp là tới thôi. Rồi, còn gia đình của bạn ra như thế nào ạ? Gia đình của em gồm có 2 người, em là con út ạ. Nhà em có 2 người. Dạ. Ba mẹ đâu? Ba mẹ em sinh được 2 đứa con gái và em là con gái út. Đó, đúng không? Thì là một người có 4 người đúng không? Dạ. Quê quán bạn ở đâu nè? Dạ, quê em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Trời ơi, hủ tiếu ngon lắm em ơi. Rồi, nhưng mà bây giờ bạn đang lập nghiệp ở Sài Gòn nè. Dạ. Sống ở Sài Gòn một mình hay sống với chị gái? Dạ, hiện tại em đang sống cùng chị hai em. Cuộc sống có quá nhiều khó khăn không? Chuyện tình yêu ra sao? Cuộc sống thì cũng không có gì khó khăn lắm. Tình yêu thì em trải qua 2 mối tình rồi, nhưng mà chắc duyên chưa tới cho nên chia tay. Mình quên chuyện đó buồn đi. Bây giờ mình đối diện với một tương lai rất là rạng rỡ. Tôi chắc chắn đây là một hình mẫu đàn ông mà bao nhiêu cô gái em mong ước. Nếu bây giờ bạn hãy thử chinh phục anh ấy bằng một câu nói đi nào. Anh ơi, anh có thích động vật không? Anh thích động vật không? Anh có. Anh thích mèo hay là chó? Anh thích chó. Em thích anh. Em thích anh. Câu nó liên quan. Lát từ từ. Lẻ quá thôi. Già cả rồi. Não nó không chạy kịp á. Thẻ nhớ hay rớt ra ngoài không em? Anh thích động vật không? Thích mèo hay thích chó? Thích chó. Em thích anh. Ủa? Vậy anh là chó hay mèo? Mà dễ thương quá. Nhưng mà cái ý đồ của em trong câu đó là gì Trân ha? Chỉ muốn thổ lộ là em thích anh ấy thôi. Ồ, đó hỏi vòng vòng bùng binh. Chẳng qua là em chỉ muốn đi với anh xung quanh bùng binh đó thôi. Và không biết là cái tài năng và sở trường của bạn là gì nè, ngoài diễn xuất? Em biết nhảy, biết múa, nhưng mà hôm nay em mặc bộ đồ hơi bánh bèo tí xíu, cho nên em xin muốn một đoạn ạ. Mềm mại uyển chuyển. Trời, nhìn cái tay đó ha, từng ngón tay một bay đi massage trời ơi, nó xua tan mọi mệt mỏi luôn á Hân ơi. Bạn thích được người con gái có bàn tay mềm mại vậy chăm sóc không? Cái đấy thì ai cũng thích anh ạ. Đây có bàn tay của em. Ngoài cứ yên tâm, mềm mại à. Móng manh. Đừng làm người chơi của tôi sợ nữa. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ở vị trí thứ tư. Xin chào Tố My. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC và xin chào anh Hưng. Em tên là Tố My, năm nay em 23 tuổi. Em là sinh viên năm 4 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, Đại học Y Dược mà đặc biệt là chuyên ngành nào ạ? Dạ, em học chuyên ngành điều dưỡng đa khoa. Điều dưỡng mà đa khoa luôn. Chà, đa khoa rất là khó. Và cái khối lượng bài vở nó rất là nhiều. Chà, vậy có thời gian để yêu không vậy hả? Mà ngày hôm nay đến với Ngôi Sao Tình Yêu vậy? Dạ, chắc chắn là em không có thời gian để yêu nhiều rồi. Tại vì trong 4 năm thì khối lượng bài vở của em nó rất là nhiều. Cho nên là sắp ra trường rồi. Cho nên là muốn tìm cho mình một cơ hội mới. Đúng rồi. Cánh cửa đại học khép lại. Mình mở cánh cửa tình yêu ra. Hen, ngày hôm nay cố gắng làm sao chinh phục được Sĩ Hưng. Nhưng mà bây giờ giới thiệu kỹ hơn nữa đi về gia đình của mình nè, về sở thích, về cuộc sống hàng ngày của em. Quê của em là ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Cũng Tiền Giang luôn. Ồ, bên đây là Mỹ Tho nè, hiện bên đây là Chợ Gạo nè.
Chợ Gạo là sát xong luôn đúng không cưng? Dạ sát bên đó. Ồ. Gia đình em thì em là con một và ba mẹ em làm kinh doanh tại nhà thôi chứ không có gì là quá nổi bật đâu. Nhưng mà được cả là ba mẹ em rất là thương em. Ờ chắc chắn rồi, con gái rượu mà không thương sao được đúng không? Mà học đại học y dược mấy năm trời luôn chứ phải là 4 năm như bình thường như người ta. Dạ 4 năm. Ủa cũng 4 năm hả? Dạ tại cử nhân là 4 năm chứ. Dạ 6 năm là bác sĩ. Tại nếu mà học 6 năm thì sẽ phí tuổi thanh xuân lắm không? Dạ, em thích tuổi thanh xuân hả? Cậu cũng tính dữ lắm nghe. 4 năm học là đủ rồi, học thêm nữa là bị ế, sợ luôn. Học vừa đủ, đủ để kinh doanh, mở tiệm thuốc tại nhà lấy chồng cho chồng coi là được, còn không mình bán cũng được. Hợp lý đó em. Dạ. Thì chắc điều kiện gia đình cũng phải có để có thể chăm lo cho em suốt một quãng đường dài như vậy để tốt nghiệp đại học đúng không nào? Dạ cũng có anh, với lại em cũng có hay đi làm thêm. À giỏi quá. Em làm thêm việc gì vậy? Em hay đi đóng những cái extra phim của anh. Tại vì em cũng đam mê nghệ thuật nhưng mà từ nhỏ là không có dịp để mà đi theo nó. À, là bạn ấy đóng những vai quần chúng dạ. Trong những cái phim quảng cáo chẳng hạn dạ. Miễn thấy mình mê, mình vui là được. Bạn này lại thích nghệ thuật. Rõ ràng là chúng tôi chọn những nữ ứng viên ngày hôm nay là có những đặc điểm nó hao hao giống như là anh chàng Sĩ Hưng vậy đó. Và bây giờ gặp Sĩ Hưng rồi nè. Ở trong trường á, có anh chàng dược sĩ, bác sĩ nào hay là y tá nào đẹp trai như Sĩ Hưng chưa? Dạ em chưa thấy. Chưa thấy luôn, bữa nay thấy lần đầu rồi đó. Cảm xúc mình sao, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ cảm xúc hơi run. Thấy trai đẹp run hả? Dạ. Thấy anh có run không? Dạ run. Dạ anh cũng đẹp quá. Thấy sợ á, thấy sợ con bé đó thấy sợ. À run sợ, à cái run đẹp chứ cái run sợ nữa. Đó, đẹp, run sợ. Đúng không em? Dạ đúng. Thôi bây giờ tập trung tình cảm của mình vô Sĩ Hưng. Bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy đi. Anh ơi hôm nay anh có mang theo điện thoại không? Anh có. Điện thoại anh có Google không anh? Google á, Google dạ. Có. Anh có thể search giùm em cái đường nào mà vào tim anh nhanh nhất được không? Search giùm em cái đường nào mà vào tim anh nhanh nhất được không? Cái điện thoại anh không có hả? Dạ không. Điện thoại anh mới có rồi đúng không? Dạ. Chỉ có ảnh, đồ của ảnh mới hiểu ảnh thôi. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay cố gắng nha. Dạ. Chiếm hữu điện thoại của anh. Bạn có câu hỏi nào đặt cho Tú My không? My nói là ở nhà là con một đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc là bố mẹ cưng lắm nhỉ? Dạ. Để mà nói bố mẹ cưng con gái một ấy, thì có cho quen một người từ xa xôi từ Hà Nội vào đây không? Ờ, rễ Bắc đó. Cái đó thì tùy vào cái người đó đó anh. Ví dụ mà biết cách mà thuyết phục ba mẹ em thì sẽ khác. Mà có con một mà bây giờ bắt dâu, bắt về bắt ở, sinh sống mở tiệm thuốc tây ngoài đó chịu không? Vậy cái đó chắc em chịu thì mẹ chịu. Nghe mẹ ngậm ngùi quá. Mà thương quá rồi, biết sao giờ. Dạ. Rồi, bây giờ có tài năng thì thể hiện đi nào. Dạ em thì không có tài năng gì đặc biệt, thường thường là em chỉ nấu ăn ngon thôi. Vậy pha chế thuốc đi cho anh uống rồi anh yêu em luôn. Dạ cái đó được á anh, tại vì em biết nhiều công thức lắm. Ghê thiệt, chắc có quen Lý Hải nè, liều thuốc cho trái tim. Dạ. Vậy có tài lẻ gì không? Thì hôm nay thì em cũng tạo một số dáng chụp hình mà bình thường em đi hay đi chụp thôi. Cảm ơn em. Bạn thấy cái vóc dáng cô này sao? Rất là đẹp như một siêu mẫu á. Ồ, chắc trong trường nhiều anh theo lắm đó. Có đúng với ông mà bạn? Dạ, mấy bạn theo mấy bạn đâu nói em nên em cũng đâu biết đâu anh. Trời ơi, gì mà biết ta đi theo đám nói với mình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cô gái ở vị trí thứ 5, vị trí cuối cùng. Bạn Tịnh Nhiên. Xin chào Tịnh Nhiên. Dạ, em chào tất cả các anh trong trường quay và anh Hoàng, chị Tuyền và anh Sĩ Hưng. Em tên là Nguyễn Dương Tịnh Nhiên, hôm nay em 20 tuổi, quê của em ở Trà Vinh, em là người miền Tây gốc. À, dạ. Trà Vinh luôn. Nhà em có gần cái ao Bà Ôm không? Từ nhà em lên ao Bà Ôm là khoảng 10 cây. Anh ấn tượng ao Bà Ôm lắm, anh bị đá ngay chỗ đó luôn á. Nhỏ học trong lớp, từ chối tình cảm anh nghe A Bà Ôm luôn. Cái đợt mà đi du lịch với nguyên lớp, bởi nghe Trà Vinh tự nhiên nỗi buồn ùa về. À, em thấy Hưng bữa nay sao nè? Dạ, anh Hưng đúng là gu của em. Gu của em?
Đúng rồi đó, tại vì tôi thấy phản ứng của bạn nha. Em em quê Trà Vinh á. Trời ơi, đúng kiểu con gái miền Tây mà gặp cái đúng gu mình thích đó. Tiền hay không? Bà đứng như bà xay gạo, bà đứng chừng bà chàng hãm á. Bà đại quá trời đại luôn nè. Cưng hết sức, bảo đảm là cái mặt cũng đẹp. Chắc chắn luôn, cái dáng con gái miền Tây mà bẽn lẽn cái mặt dễ cưng lắm. Là bắt đầu hai gò má hay hay. Ờ, bây giờ bữa nay ráng tự tin nha, có anh chị đây rồi không sao hết trơn á. Dạ. Hưng không làm gì em đâu hen. Dạ. Ừ, giới thiệu đôi nét kỹ hơn gì mình để Hưng hiểu hơn nào. Em hiện tại em là diễn viên tự do. Em là con út trong nhà. Em tự mình lên Sài Gòn đi làm và tự nuôi bản thân, không dựa dẫm vào ba mẹ. Không sao, út cưng tự nhiên rồi quyết định tự lập một mình ở Sài Gòn. Dạ, tại vì em được cưng nhiều quá, em sợ em hư á anh. Ý thức được điều đó. Cái ngày xách gói ra đi, ba mẹ có cản lại không? Lúc mà em đi là em trốn đi. Em trốn đi. Em sợ mẹ không? Một người con gái út cưng mà nó trốn đi. Út ơi, ở nhà em nhiều anh em không? Dạ, em có một anh này là cũng có 24-25 rồi. Em cũng không có sống chung với anh nữa. Anh em cũng đi làm riêng. Dạ. Bạn tuổi con gì nè? Dạ, em tuổi mèo. Mèo được không ba? Máu được. Được, máu được, sủ máu được. Thôi dẹp cái vụ mình. Ừ, rồi bây giờ chân thành nè, thả thính nhẹ nhẹ anh con cho anh nghe được không? Nếu sau này không có ai đi cùng anh, em sẽ tình nguyện đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Em sẽ tình nguyện đi cùng anh đến suốt cuộc đời. Trời ơi ạ, em ơi, lỡ sau này là thí dụ như ảnh dày rồi, em cũng dày rồi đi nổi không? Hứa không? Chắc không nha, bây giờ mới hai mấy, cái sáu mấy 70 là nó sụn dữ lắm rồi đó. Dạ chắc, tại ba mẹ cũng gọi là hói bây giờ là dẫn ghẻ về nhanh. Ba mẹ cũng già rồi nên cũng cần muốn có cháu để bông. Vậy luôn, trời đất ơi chứ gì thả. Cái này phải thả thính em ơi, thả giống, thả giống. Chưa gì mà đòi có con người ta rồi trời. Ghê lắm nha, nhẹ nhẹ vậy chứ sắc sắc lắm nha. Bạn có câu hỏi nào dành cho bạn gái tình duyên này không? Nếu sau này nếu anh và em mà có duyên với nhau á, chẳng may anh có một cái biến cố trong cuộc đời đi, thì em có rơi bỏ anh không? Dạ, em luôn ở bên cạnh anh cùng anh trải qua những cái biến cố đó. Đó, cảm ơn em. Hứa, chắc chắn hứa được làm được nha. Con gái út cưng ở nhà có biệt danh gì không? Ở nhà em còn gọi là bé Nhiên thôi ạ. À. Tịnh Nhiên nghe tên nghe an nhiên dễ sợ, nghe tịnh tâm nghe dễ sợ. Nghe hồn nhiên tự nhiên. Ừ. Nghe mùi đi muốn đi thiền vậy sợ luôn. Và đó chính là phần chào cưng của cả năm cô gái. Xin mời mọi người dành một tràng pháo tay để chúc may mắn cho cả năm cô. Ngôi sao tình yêu, hãy đến với ngôi sao tình yêu. Chúng ta đang quay trở lại với ngôi sao tình yêu. Đây chắc chắn là một phần rất hấp dẫn, bởi vì vòng xoay may mắn sẽ bắt đầu nhiệm vụ của chính mình. Chờ đón xem cô gái nào trong bóng tối kia sẽ được lộ diện, tỏa sáng và nắm bắt cơ hội của mình với vài phút được tương tác trực tiếp với Sĩ Hưng. Xin mời ngôi sao tình yêu. Vòng xoay đã bắt đầu di chuyển và chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại những điểm ấn tượng của cả năm cô gái. Đầu tiên ở vị trí cao nhất, vị trí số 1, đó chính là bạn Nguyễn Thị Huyền. Một cái tên rất đẹp với một cô gái còn khá trẻ. Đây chính là nàng sinh viên ngân hàng, rất yêu thích thể thao. Và có một điểm đặc biệt, những mối tình trước đây cô gái này đều là người bị từ chối và bị đá. Và đến với khách sao thứ hai, đó là bạn Thư Thoại. Một cô gái có giọng nói khá là đặc biệt và cô ấy rất tài năng, đã tốt nghiệp trường đại học sân khấu điện ảnh, hiện tại là trưởng phòng kế hoạch của một công ty thời trang. Và ngoài ra bạn ấy còn có một tài lẻ rất là dễ thương, đó là gấp thú. Trong vòng 4 năm bạn ấy gấp được 2.000 con. Tiếp theo ở vị trí thứ 3, đó chính là Minh Trân. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với những động tác múa. Và đặc biệt hơn hết, cô gái này khẳng định em thích anh. Và đến với khách sao thứ 4, đó là bạn Trần Tố My. Bạn Tố My của chúng ta hiện tại là một điều dưỡng viên và cũng là một cái người đang muốn chế tạo một liều thuốc trái tim dành tặng cho Sĩ Hưng hôm nay. Và cuối cùng ở vị trí thứ 5, đó chính là Tịnh Nhiên. Cô con gái út cưng này của gia đình đang cố gắng chứng tỏ rằng Minh là một người con gái rất hiện đại và hoàn toàn có thể tự lập được. Rất cá tính, rất mạnh mẽ và suy nghĩ cũng rất là chín chắn. Năm cô gái, năm mảnh ghép này đều đang rất mong muốn được lộ diện ngay bây giờ. Mỗi người sẽ có một sự lựa chọn, một sự phán đoán của riêng mình. Nhưng quyết định cuối cùng lại tùy thuộc vào sự may mắn của ngôi sao tình yêu. Và bây giờ, ngôi sao tình yêu sẽ dừng lại ở vị trí của cô gái số... Số 4. Xin chào Tố My.
anh ạ. Không ngờ một cô sinh viên điều dưỡng tương lai như vậy lại sở hữu một thân hình rất là đẹp, rất mảnh khảnh. Và bây giờ nè, Tố My, em hãy sử dụng 3 phút để chinh phục bạn Sĩ Hưng. Xin mời. Em muốn hỏi anh một câu ạ. Ví dụ anh là một cái người quá nổi tiếng như vậy mà ví dụ như anh quen một cô gái quá là bình thường thì anh cảm thấy như thế nào? Anh thấy bình thường à? Anh cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì là anh muốn chọn cho mình một cô gái nào đó ấy, để anh có thể cất giữ riêng mình thôi. Cất em trong lòng tim của anh, cất em sâu vào tận trí nhớ, để anh được yêu như thiếu như đó, tim anh đến tận em là một điều dưỡng thì em rất là tự tin trong vấn đề chăm sóc một người khác. Ví dụ như anh ốm hay là anh bị bệnh hay gì đó thì em có thể chăm sóc cách tốt nhất. Lỡ anh khỏe quá, quanh năm anh không bao giờ ốm, anh cũng lòng sừng sừng vậy sao? Dạ thì em sẽ làm cho anh bệnh em chăm sóc. Cái gì vậy? Bệnh kiểu như là bệnh tương tư á anh. À bệnh tương tư. Chứ phải là bệnh kia. Khéo chưa? Sao để làm cho anh mắc bệnh tương tư nè? Cái đó để riêng đi anh, không có nói đây được. Không quên, nói đây làm đây lỡ anh với khán giả bị chết luôn, rút đầu uống cho kịp. Thực sự anh là một người Bắc thì không biết là em có ngại về cái vấn đề địa lý không? Dạ em không có ngại xa về địa lý, em chỉ sợ xa lòng thôi. Ôi, chỉ bị xa lòng thôi. Mà quan trọng là bên đàn trai, người ta đi rước dâu, người ta phải bay từ Hà Nội bay thẳng Sài Gòn đó, chịu không? Có ngại không? Em không ngại chuyện đó. Ừ đấy, anh không ngại vì em phải ngại đúng không cưng? Còn một câu hỏi nữa anh muốn hỏi em là em có bị ghen quá không? Cái đó thì không anh. Không, em rất là thoải mái, kiểu như là khi mà người ta mà thương mình thật á thì người ta sẽ biết giữ khoảng cách với những bạn gái khác và không để mình phải ghen. Nếu như mà người đàn ông đó để mình phải ghen thì người đó không đáng để mình yêu. Trời ơi, giờ anh đi đóng phim chào đạo diễn bắt không đi. Không đi. Ơ, giờ chào. Không từ chối được, cách xê khủng lắm. Dạ thì anh đó sẽ có một cái cách nói với em về là hôm nay sẽ đi quay một cái gì đó, anh có thể nói với em trước chứ đừng có để là em tự nhiên mà thấy cái cảnh đó mà khi anh không thông báo với em thì em sẽ rất là buồn. Nhưng mà anh cảm thấy con gái á rất là nhạy cảm cái chuyện đó. Người ta bảo là không ghen nhưng mà về nhà là mặt cứ mặt nặng mày nhẹ không à? Ừ đúng rồi đấy, mặt nặng mày nhẹ vậy khó chịu lắm em ô. Có không? Có mặt nặng mày nhẹ? Có dằn căng sáng chén không? Dạ không anh. Tại vì cái nghề nghiệp của em á là khi mà đi làm á, nếu như mà mình bực bội mà mình nói mà với người khác á sẽ rất là ảnh hưởng tới công việc, cho nên là bình thường em rất là ít nhăn mặt, lúc nào cũng cười thôi. Còn con này dễ quá người ta. Vậy không ghen luôn, lỡ người yêu dấu thì chỉ buồn thôi chứ muốn ghen luôn. Đã ghen bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa luôn, ôi dồi ôi, tới luôn em ơi. Anh thích mấy người vậy đó. Cho mình thoải mái đầu óc, tinh thần nữa. Anh sợ mấy người ghen lắm. Dạ, với lại em muốn một cái người chín chắn, có nghĩa là em phải học được gì từ cái người đó thì sẽ trau dồi bản thân của em hơn, chứ không phải là quen để cho vui. Trời ơi, một bầu trời kỹ năng đây em ơi. Em thích thời trang người mẫu gì đây? Anh sẽ cho em biết, hướng dẫn em thoải mái bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dạ em cũng thích người mẫu mà không có cơ hội anh. Ok, và bây giờ xin mời quý vị cầm điện thoại lên. Quý vị khán giả sẽ đặc biệt danh cho cô nàng này, kết nối tín hiệu của mình đến với ngôi sao tình yêu. Chúng tôi sẽ chọn ra những biệt danh thú vị để cho bạn Sĩ Hưng tham khảo. Sĩ Hưng ơi, đặc biệt danh cho Tố My nào. Bây giờ ngôi sao tình yêu sẽ chọn ra những cái tên thú vị, xin mời. Điều dưỡng chân dài. Hay ha, mình nghĩ đây là trong phim luôn á, được không? Người ta đại gia chân dài, con này điều dưỡng chân dài, ghê thiệt. Biệt danh thứ hai là trời, nghe quen lắm. Nghe giống như mấy cái tên như Hai Phượng rồi Bụi Đời Chưa Lớn, Mi Chợ Gạo. Nghe như chị Đại vậy đó. À đừng giỡn mặt nha, chị tao là Mi Chợ Gạo mà, nghe tên chưa? Đánh dấu lãnh thổ liền. Tao nghe gần gũi với sợ luôn. Chỉ là điều dưỡng, lộn xộn là chỉ truyền nước liền. Chị rút nước hay truyền nước là chuyện của chị đó. Còn Mi Chợ Gạo, bạn thấy tên gọi này mà nghe cưng quá. Dạ cũng thích, tại vì quảng bá cái chỗ nơi em ở mà. Và tên gọi tiếp theo là Họa Mi Tóc Dài. Từ xưa có Họa Mi Tóc đó là chị Mỹ Tâm. Và bây giờ Tố My có việc tên là Họa Mi Tóc Dài. Họa Mi biết hót không Họa Mi ơi? Không hay lắm đâu anh. Đâu hót anh nghe thử coi.
Anh ơi anh ở lại một chút thôi, xin anh ở lại, đừng làm áng mây cho che bầu trời. Quên mất còn quên ơi. Không cần hát hay, chỉ cần hay hát, hát chân thành là được. Và bây giờ sẽ là biệt danh mà bạn Sĩ Hưng dành tặng cho Tố My, xin mời. Ồ, khá dài, khá chữ. Cô điều dưỡng không biết ghen. Đó là cảm nhận của bạn về cô nàng này. Dạ. Một cái biệt danh để mình nhớ là cô này, cô làm nghề gì và cá tính của ra sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn có hoặc không. Nếu như các bạn khán giả chọn có, đồng nghĩa với việc là các bạn ủng hộ cô này có được cơ hội bước tiếp vào vòng trong, tiếp tục tìm hiểu bạn Sĩ Hưng. Còn nếu như các bạn nói không, thì có nghĩa là mọi người nói rằng hãy tiếp tục tìm hiểu những cô gái còn lại đi. Bạn điều dưỡng này không có hợp với bạn Sĩ Hưng đâu. Xin mời mọi người nhắn tin bình chọn. Thời gian này là thời gian để chúng ta tham khảo ý kiến của mọi người. Đừng khoan hãy đưa ra quyết định. Sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Nhưng quan trọng hơn hết là ở chỗ cảm xúc và trái tim của bạn. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về mình. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ phần trăm để cho Sĩ Hưng tham khảo. Xin mời ngôi sao tuyệt điện. Ủng hộ và 40% không. Bạn có theo đa số hay thiểu số đây? Hãy kết nối với ngôi sao tình yêu. Trả lời có hoặc không. Nếu như bạn nói có, thì đồng nghĩa với việc Tố My bước tiếp vào vòng trong, có cơ hội tiếp tục tìm hiểu bạn. Và bốn cô gái còn lại sẽ phải dừng bước. Lúc đó tôi sẽ cho lộ diện cả bốn cô. Thì trời ơi, bốn nàng đẹp kiêu sa lộng lẫy, thì bạn có muốn từ chối Tố My để tiếp tục tìm hiểu của cô kia cũng quá muộn màng. Tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Phải tôn trọng quyết định của mình. Và nếu bạn không chọn Tố My, thì Tố My buộc lòng phải dừng cuộc chơi ngay lúc này. Và cơ hội sẽ chuyển tiếp cho bốn bạn còn lại có cơ hội để vào vòng trong với bạn. Lỡ như bạn trải qua 3 đến 4 cuộc tìm hiểu mà chưa tìm thấy mảnh ghép nào phù hợp với mình hơn Tố My, thì bạn cũng quay lại với cô ấy quá muộn màng. Cô ấy có cái giá của mình, tự trọng mình chứ. Đâu, không chấp nhận được đó. Tôi cũng không chấp nhận được. Hãy quyết định thật kỹ. Cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Có hay không, phải thận trọng. Và đừng để phân tâm bởi những lời nói của tôi hay danh sắc của cô ấy. Bởi vì bốn nhân vật bí ẩn kia phải chắc chắn họ phải nặng ký như thế nào thì chúng tôi mới mời đến đây. Phải phù hợp với bạn ra sao thì mới có đủ tầm quan trọng mà đứng tại bốn chữ còn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Đã có kết quả. Và Sĩ Hưng sẽ có câu trả lời quyết định đối với bạn Tố My là Tố My. Oh yeah. Oh yeah. Chúc mừng Tố My. Thôi, thấy ai được đồng ý mình mừng giùm ta á. Em cũng thấy trong lòng em vui mừng mà ta nó tả không xiết. Mà thật sự là hơi đáng tiếc cho bốn cô gái còn lại. Dạ. Bởi vì tôi chắc chắn nè, đằng sau vóc dáng đó, đằng sau giọng nói đó là những sự đáng yêu, dễ thương và xinh đẹp. Bây giờ mình lộ diện từ từ nha, bình tĩnh nha. Dạ. Đẹp đừng có té hố xuống đây à. Mà nhớ là chúng tôi sẽ không bao giờ lay động và cho bạn chọn lại một lần nào hết. Trừ trường hợp nha, nếu như có chị em sinh đôi của Tố My xuất hiện ở đây là Tố Ni. Okay. Ok. Vị trí đầu tiên Nguyễn Thị Huyền. Trời ơi xinh quá. Trời xinh như một búp bê trời. Nhìn như nàng thơ á. Chào nàng. Nàng. Cái mặt kìa, mặt kìa, cái mặt tỉnh lên coi. Tiếc hay gì? Chào bạn. Dạ em chào anh. Xin lỗi người ta đi. Sao mặt đỏ vậy? Rồi. Thì em cũng đẹp thôi mà, không, đi đâu. Em thấy đẹp quá thôi. Nhưng mà không, em vẫn giữ quyết định của em. Dù có chuyện gì em cũng không thay đổi. Mà người ta đẹp quá kìa. Đẹp là một chuyện thôi, mà em thấy tính cách của cô dược sĩ này phù hợp với em hơn. À, em bị bệnh gì? Em không bị bệnh gì cả. Có giấu không? Hay ốm vặt. Em hay ốm vặt không? Không, em khỏe, rất khỏe. Nhìn Quyền kìa, như một công chúa luôn. Qua Quyền ơi, thấy trong lòng sao rồi? Dạ. Có cần anh bay lên với em không? Anh Hoàng tử bay lên đây. À, em cũng tiếc nhưng mà thôi bây giờ đó là quyết định của anh rồi nên là em chúc hai người
có thể đến với nhau hạnh phúc. Không sao, em ơi, em là ngân hàng đúng không cưng? Dạ. Ngân hàng thì thiếu gì người vô gửi tiền đại gia không đó. Ai thì không biết gì mẫu. Trời, ta đẹp dữ quá trời luôn. Thí dụ bây giờ bữa nay đi không có Tố My đi, bữa nay cái chỗ đó là một cô khác đi, bạn có chọn bạn này không? Một cô khác thì cô này đi, cô này đi. À, đó. Thì bạn có chọn Nguyễn Thị Huyền không? Trời ơi, đẹp từ cái tên mà thì cũng mang cái phong thủy của hoa hậu. Nè, nhìn tôi đi rồi có chọn không? Có chọn cổ không? Nói đi, nói nhanh. Thực sự là lúc đầu thì có nói qua về tính cách, nhưng mà em nghĩ là em với tính của bạn ấy cũng chắc là cũng không hợp, hòa hợp được với nhau. À, bạn đang bị một số cái gạch đầu dòng. Thí dụ như là cái sự nó hơi bạn lại nhõm nhẽo nè, rồi có sự hơi quản lý, bị chặt chẽ, hơi kiểm soát trong cuộc sống. Chừng người ta làm ngân hàng, người ta phải quản lý tiền bạc chứ. Sao gắn như người ta. Tạm biệt bạn, đẹp quá. Và bây giờ đến với chấm sao tình yêu thứ hai. Xin mời hộp thứ thoại mở. Đa 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 đa. Chào Thoại. Xin chào anh chị, xin chào anh Hưng. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá xem nhan sắc thực sự của Minh Trân vị trí thứ ba như thế nào đây. Chào Minh Trân. Trời ơi, xuân chua. Mặt đỏ lần hai. Thôi đừng có nhìn mặt cô này mất cảm hứng đó, nhìn Trân thôi. Người ta kìa cũng như là một cô búp bê Nga vậy đó. Mặc đồ cũng hợp lý, múa cũng đẹp, nói chuyện nghe ngọt ngào, đúng kiểu cái miền Tây. Bên đây cũng miền Tây, không chọn cho miền Tây bên kia. Không thích ăn hủ tiếu à, thích ăn gạo à. Thì ngày nào ăn gạo nó hơn anh ạ. Thì gạo làm ra hủ tiếu mà. Hủ tiếu xuất phát từ gạo mà. Trời ơi, hai cô này là ngang tài ngang sức luôn nha. Cả hai đều rất có ý thức là mình tự lập, tự nuôi sống bản thân mình. Hiền dịu, dễ thương. Cảm xúc của em bây giờ như nào Trân ha? Dạ, em cũng hơi buồn tí xíu. Nhưng mà không sao, tại vì bên đây cũng là bạn của em. Bạn em vui cũng được. Ủa vậy hả? Dạ. À, đồng hương mà. Dạ. Mà sao hai người quen nhau hay vậy? Dạ, mới quen á. À, mới quen. Hàng xóm chung dách cánh sao à. Ổn quá à. Một cô gái rất là xinh xắn, dễ thương mà lễ phép nữa. Kiểu bánh bèo vậy bạn không thích hả? Không phải, tại vì là em thấy bạn này có một cái gì đó nó vẫn hơi kiểu là... Trẻ con à? Không phải trẻ con, nhóm mà là không phải nhõng nhẽo. Mà tức là nó chưa có một cái sự trưởng thành nhất định. À, chứ vậy thì? Không, thế này vậy thì rồi. Chưa trưởng thành nhất định. Người ta tự lập mà còn chưa trưởng thành cái gì nữa. Thế em nhầm người à? Ôi, tôi tiếc à? Ôi, tôi tiếc à? Không suy nghĩ kỹ à? Thằng bé là tiếc rồi. Tôi chết rồi. Em thấy chưa? Đã nói là phải nói. Cái cô số 4 nghe là cậu mới sinh viên năm cuối à. Là cậu chưa có một cái tiệm thuốc nào hết trơn luôn. Cậu chưa đi làm luôn. Lâu lâu cậu mới đi đóng quảng cáo phim này nọ. Còn cái cô này nè, cậu là vừa đi học vừa đi làm mà bây giờ là học thêm có kịch rồi. Cậu sống ở đây có một mình ha. Em học về xã hội học. Ngoài ra thì em còn là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Em đi quay rồi luôn mọi người. Đó, người ta đi làm đi mần rồi đó, thấy chưa? Chết rồi, thông tin bị nhiễu loạn rồi, muốn thay đổi không? Không ạ. Rất hiền đấy. Sợ gì, vụ hoài không đổi. Ok, không đổi rồi em ơi. Thôi, hẹn Minh Trân đợt sau nghe. Dạ. Ồ, cái giọng nó ngọt liền mà. Thôi vì sao cho cô làm nữ chính đứng đây đi, cho em lựa trai cho nó đã. Và bây giờ sẽ là nhan sắc của cô gái số 5. Xin chào bạn Tình Nhiên. Trời ơi, trắng như bông bổ luôn ông ơi. Chào Nhiên. Dạ em chào anh, em chào anh Hưng, em chào chị Tiền. Ây cha, bạn có một cái hình xăm nghệ thuật rất là ấn tượng. Dạ. Cái mục đích đó là mình thích hay là mình muốn ghi lại một kỷ niệm nào đó, hay mình muốn che đi một cái vết trầy nào đó hả? Dạ, em xăm hình là tại vì em muốn cho mình một cái gì đó nó lạ. Mà đau lắm em ơi, sao em chịu nổi hay vậy, nguyên cái bắp chân luôn á trời. Dạ, cũng không có đau lắm đâu anh. Wow, anh xăm có chút xíu này thôi mà anh sốt 3 ngày 3 đêm á. Mà có sợ định kiến của mọi người không? Dạ không à. Thấy chưa, nhìn người ta bánh bèo vậy thôi, nhưng mà người ta có cái chính kiến của riêng mình, không sợ bất cứ chà đạp lên gì đựng mà sống. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Không, em không đổi. Không đổi sao mặt đỏ? Đâu, mặt em mặt đỏ thế. Chắc là anh đèn nó nóng á. Đèn nó nóng á. Thấy tốt hết mọi người này. Không, em phải thừa nhận là cô đầu tiên thì em đỏ mặt thật. Cô đầu tiên thì em đỏ mặt thật. Nhưng mà thật sự bạn Tình Nhiên rất là xinh xắn, da trắng, bản lãng, dễ thương. Cảm xúc của mình như thế nào khi mà đột nhiên mình phải dừng chân ngay lúc này luôn? Em rất là buồn, em không thể lo cho anh đến suốt cuộc đời này được. Tiếc chưa? Tôi nhào lên luôn. Thiệt cái tôi mà chưa có vợ, tôi nhào liền luôn. Anh rất là cảm ơn cái tấm chân tình của em. Và anh thấy em rất là xinh đẹp. Nhưng mà rất tiếc là anh đã chọn Tố My mất rồi.
Dạ, chắc là mình có duyên nên không có nợ anh à. Ờ, nếu mà mình có nợ thì kiểu gì mình sẽ gặp lại, chắc chắn. Có tiền đó không? Cho cô mượn đi là có nợ liền gì? Đứa cô đâu có mượn tiền em đâu anh. Mượn đi em, mượn đi em. Dạ, em chờ ngày đó. Còn không em cho mượn lại đi. Trái tim này luôn mở cửa đón anh. Trái tim này luôn mở cửa đón anh. Trời ơi. Thôi, bây giờ mình âm thầm lặng lẽ phía sau ủng hộ này nhé. Dạ. Trong 40 trí vừa rồi, có phải vị trí số 1 khiến cho bạn phải có cái cảm xúc bất ngờ và đỏ mặt hay không? Dạ đúng ạ. Bối rối đúng không? Dạ. Nhìn kỹ lại lần nữa đi. Em đang nhìn đây. Người ta đang trưởng thành dần dần, người ta đang thay đổi chứ không hề muốn kiểm soát. Đó là một thói quen trong học tập và công việc, là ngân hàng, không kiểm soát, mất tiền, đền, ai chịu? Thực là bạn ấy rất là xinh đẹp, nhưng mà anh mà có gạ em đổi là nếu em vẫn không đổi. Gạ cái gì? Không, anh còn có ý định mà muốn bảo em đổi hay không, em cũng không đổi. Không biết là nãy giờ cô gái đang âm thầm quan sát Tố My, bạn thấy anh chàng này như thế nào? Những phần tiếp xúc với những cô gái khác của Sĩ Hưng có khiến bạn lấn cấn gì trong lòng không? Dạ không ạ, tại vì ban đầu là em thấy năm bạn kia rất là xinh, em nghĩ là mình sẽ không được chọn. Tại vì lúc đầu là em đã gặp các bạn đó trước rồi. À, các chị em có làm quen với nhau trước dạ. Rồi, có gấp thú với nhau chưa? Dạ có. Có luôn ạ. Vậy mà không gấp trúng được anh này, uống về không? Khi mà nghe anh Sĩ Hưng anh khen cô số 1, đó chính là Nguyễn Thị Huyền, đỏ mặt luôn khen luôn á. Thì lúc đó trong lòng bạn thấy sao? Em thấy cũng bình thường á, tại vì ảnh đi làm nghề này thì em nghĩ là ảnh sẽ gặp rất là nhiều người đẹp. Bạn đúng là một cô điều dưỡng không biết ghen mà. Thí dụ ảnh thay đổi quyết định, bạn chịu không? Dạ chịu, tại vì đó là quyết định của ảnh. Nếu mà em ép ảnh thì cũng đâu có được gì đâu anh. Chơi kỳ trời, tại sao mà có một người phụ nữ bao dung rộng lượng đến như vậy? Gặp người phụ nữ này thì thôi rồi. Em cũng bao dung mà. Ờ, lấy cái bao chùm lại. Đó, xong rồi em bỏ vô cái dung. Dụng, bỏ vô cái dung, vung mới dưới quê. Nhúng. Có đổi không? Không ạ. Không đổi. Và chúc mừng bạn Tố My bước tiếp vào vòng trong cùng với ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Cảm ơn các bạn đã tìm thấy nhau. Và bây giờ hãy cố gắng nắm bắt được cơ hội để vượt qua thử thách. Ngay sau đây, Hoài Đáp Bơ và Tường Mập sẽ tặng cho các bạn trong tài khoản có 3 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng chúng ta chưa được quyền sử dụng số tiền thưởng này. Phải vượt qua 3 thử thách. Mỗi vòng thử thách, vượt qua được một thử thách sẽ giữ vững được 1 triệu. Không vượt qua được thử thách, không có những đáp án trùng khớp với nhau, 1 triệu sẽ biến mất. Cố gắng lên nhé. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung thử thách đầu tiên. Ngôi sao tình yêu. Hãy lắng nghe thật kỹ đề bài và cố gắng làm sao nhiệm vụ của cả hai sẽ phải tái hiện thật sự tình huống đó trên sân khấu để chúng ta cảm nhận về nhau giữa lý trí và cảm xúc để chờ đón xem những phần quyết định cuối cùng có trùng khớp với nhau hay không. Với mỗi câu hỏi, thử thách sẽ là 3 phương án để lựa chọn. Thử thách đầu tiên có nội dung như sau. Những nụ hôn nổi tiếng trên phim mà bạn nữ thích hôn nhất. Đây là những bộ phim nước ngoài rất nổi tiếng nha. Hôn mà hôn trên phim mà đi vào bất hủ luôn á. Đây chắc chắn là những cảnh rất quen thuộc và chắc chắn chúng ta phải tái hiện những cảnh này trên sân khấu. Chuẩn bị. A. Phim Titanic. Hơi nhiều phân cảnh lắm, phân đoạn lắm. Không biết phân đoạn nào ta. Xin mời hình ảnh cụ thể. Đó, hai bạn nhìn đi, hai bạn nhìn đi. Là đúng cái cảnh mà bất cứ ai cũng biết. Phải cảm xúc thật. Có gì đâu mà bối rối đỏ mặt vậy. Hưng hưng, mình là đàn ông, mình phải dìu dắt người đẹp. À. Lại dịnh tim rồi. Sẵn sàng nha cô gái chợ gạo. Ý là sao cơ? Hùng thiệt. Môi kề môi, môi chạm môi luôn, hùng thiệt. Phải nồng cháy như vậy luôn. Cái động tác y chang vậy. Giữ cho anh khoảng chừng 90 phút. Hả? À không, 90 giây để bắt hình, để coi là có hợp lệ hay không nữa. Anh ơi, ví dụ em có một số điều muốn nói thì em có thể nói được không? Cái gì? Hôn mà cũng có điều kiện và điều khoản. Em muốn xúc miệng hay đánh răng gì hả? Ok. Nhà xin cơm đi. Hân hân đi ra ngoài xúc miệng. Em làm gì đâu. Đâu bạn ấy muốn nói em làm gì đâu. Còn em nói, em nói với Hân, em nói với tụi anh. Thật sự mà khi mà em nói ra điều này thì em sẽ rất là cảm thấy có lỗi với mọi người. Dạ, thật sự là em đã có người yêu rồi. Em đã có người yêu rồi. Có người yêu rồi. Em muốn nói một điều là khi mà em đến với chương trình này á,
Tại vì trong quá trình học em học rất là nhiều, cho nên là em muốn tham gia một cái chương trình gì đó để mình cảm thấy mới hơn. Và khi mà em đến đây á, là em rất là thích ánh đèn sân khấu, thích đến đây với mọi người. Và em đến đây là em nghĩ là mình sẽ không được chọn, tại vì các bạn khác rất là xinh đẹp, rất là tài năng. Cho nên là khi mà anh chọn em thì em rất là bất ngờ và rất là có lỗi trong lòng. Cho nên là em sẽ không thực hiện được những thử thách đó, vì em sợ là người yêu em sẽ ghen và sẽ không còn thương em nữa. Em rất thích nghệ thuật đúng không? Dạ. Em thích ánh đèn sân khấu đúng không? Dạ. Hồi trẻ anh cũng vậy á, cũng bất chấp lắm, thậm chí làm hỏng lương luôn á, cũng làm nữa. Nhưng mà sao nói dối mọi người là mình đang độc thân, vậy thì bất công với mấy cô kia quá, bất công luôn với chàng trai nữa kìa. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Chị nghĩ là cái lời xin lỗi của mình á, nó cũng còn quá là nhẹ nhàng. Chị hiểu cái tâm lý của một người mà yêu ánh đèn sân khấu, thích được làm nghề và thích được thể hiện mình với tất cả mọi người. Nhưng mà cái điều mà em đang làm là một cái điều mà mọi người khó có thể nào mà nó đạp đổ hết tất cả, em hiểu đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, chúng tôi đã phải chuẩn bị biết bao nhiêu thứ, đầu tư đến ra sao. Em nghĩ về phần tài chính và kinh phí thôi là em thấy là cái sự đau đầu của nhà sản xuất, của đạo diễn, của nhà tài trợ, của đài truyền hình, của biết bao nhiêu con người, rồi bao nhiêu thời gian của tất cả mọi người đến đây ủng hộ, vỗ tay, ủng hộ tình cảm, biết bao nhiêu thứ. Và song song đó là em đã chính thức dối gạt mọi người khi em đã lọt qua được cái vòng casting. Khi mọi người đã phải casting biết bao nhiêu vòng và bao nhiêu ứng cử viên phải ra về để có lượt để mình đi vào đây. Và đứng ở trên sân khấu này, em thấy không, 5 ngôi sao, 5 cánh sao tình yêu, ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài năng và ai cũng muốn thể hiện mình dưới này sân khấu, và đặc biệt là bạn trai đây đó. Mà bây giờ em là người được chọn và người đầu tiên và duy nhất, em làm như vậy thứ nhất là bất công cho bốn bạn kia, thứ hai rất tội nghiệp cho chàng trai này. Thật sự bạn ấy có rất nhiều lựa chọn và ngay cả đỏ mặt với bạn đầu tiên, bạn số 1, mà bạn ấy vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Dù có chuyện gì em cũng không thay đổi. Mà người ta đẹp quá kìa. Đẹp là một chuyện thôi, mà em thấy tính cách của cô dược sĩ này phù hợp với em hơn. Bản thân thì Hoài Rapper cũng như là quý vị khán giả, không thể nào mình dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích cô gái này được. Chúng tôi không nỡ làm tổn thương bạn, mặc dù bạn đã gây tổn thương của chúng tôi rất là nhiều. Trường hợp này, thật sự từ đó tới giờ, chương trình của chúng tôi chưa gặp phải bao giờ luôn. Thật sự là bạn đang đánh một cái ván cờ, một cái canh bạc mà không ngờ mình lại thắng. Dạ đúng. Bạn cứ người mình thua thôi. Rõ ràng là bốn cô gái kia có rất nhiều điểm nổi trội so với bạn rất là nhiều. Dạ, đó là em cũng đã nói với mấy bạn là em thấy mấy bạn rất là xinh, rất là nhiều cái điểm tốt hơn em. Bởi vì người ta nói cái gì cũng vậy, những cái bí mật mà không tốt, cho dù cố tình giấu tới cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có ngày bị bật mí ra. Vậy bây giờ nè, nhân vật người trong cuộc nè, Sĩ Hưng, là cảm thấy như thế nào khi mà thấy đối tượng mình đang cố gắng chinh phục lại có người yêu rồi? Thực sự thì bây giờ em đang cảm thấy rất là hụt hẫng, tại vì là em đặt rất là nhiều niềm tin vào cô gái này. Đây là một người phù hợp với mình và có thể thông cảm được cho cái công việc của mình. Nhưng mà đến giờ phút này thì em không biết nói gì hơn ngoài hai từ hụt hẫng. Hưng nè, bà tha thứ cho con này chứ? Dạ. Ê, nhớ sự tha thứ này nhé. Anh cũng chúc em thật là vui, thật là hạnh phúc. Phần chúc cho em thật vui, bằng hắn bên lề của hạnh phúc. Những phút giây ta đã qua, anh sẽ giữ như thức phim. Mọi người có tha thứ cho cô gái này không ạ? Có không ạ? Mọi người ơi, có thì vỗ tay nào. Bạn còn khá trẻ, rất ít kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc. Chúng tôi sẵn sàng sẽ bỏ qua cho bạn. Hy vọng qua đây sẽ là một bài học giúp cho bạn Tú My trưởng thành hơn, hạnh phúc hơn. Dạ, em biết anh chị. Ngôi sao tình yêu. Ngôi sao tình yêu. Mọi người hay gọi đó là một game show, là một sân chơi. Nhưng chúng tôi không bao giờ đem tình yêu ra thành một trò đùa. Nên hy vọng
là hãy trân trọng tình yêu, trân quý những tình cảm mọi người dành cho nhau, đặc biệt là những cơ hội. Và rõ ràng ngày hôm nay hai bạn không có thành đôi, bắt buộc chúng ta phải nói lời tạm biệt nhau. Lời nói cuối cùng nào bạn muốn dành cho mọi người, đặc biệt là dành cho Sĩ Hưng? Em rất là thành thật xin lỗi mọi người và mong mọi người có thể bỏ qua lỗi lầm này cho em. Tại vì trong cuộc sống không ai không có sai lầm cả, mà quan trọng là sau đó mình đứng lên như thế nào, mình rút kinh nghiệm nó như thế nào. Em muốn nói rằng một câu, em hiểu tại sao anh chọn em. Em cảm thấy rất là có lỗi về vấn đề đó. Nhưng mà mong là sau này em với anh có thể trở thành những người bạn tốt. Thật buồn khi ngày hôm nay Ngôi Sao Tình Yêu không có được một chặng đường trọn vẹn. Nhưng cũng thật vui khi có được sự đồng hành của bốn quý cô ở Ngôi Sao Tình Yêu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hơi tiếc là bữa nay lại một mình ra về rồi. Không sao hết, mình còn trẻ mà, cơ hội còn rất nhiều. Cảm ơn Hưng. Và kính thưa quý vị, chương trình Ngôi Sao Tình Yêu của chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin cảm ơn sự đồng hành của nhà tài trợ Bộ Đôi Người Bụng Producer Happy, nhập khẩu trực tiếp từ Ý, vùng trời xa và lãng mình của Sơn Phạm Ma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.